Mình Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Ất Mùi năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hỏi tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm sơn đầu hỏa kỷ tuổi kỷ tỵ tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý tỵ tân tỵ tân hợi tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao âm đức tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao lôi công, xấu đối với việc xây dựng nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp. Thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý nếu như muốn thay đổi mình thì hãy bắt đầu bằng những việc mở rộng mối quan hệ. Đừng có ngại ngần tương tác với những người bạn mới. Nhờ thế mà, bạn sẽ hiểu thêm về thế giới xung quanh cũng như là có thêm nhiều vốn kiến thức xấu mới mẻ cho mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn có được một ngày thuận lợi. Bạn mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng của cơ thể dồi dào mà bạn có cho các hoạt động thú vị ngày hôm nay. Nhờ thế mà bạn sẽ có được một ngày đầu tuần thật hiệu quả. Bạn đừng có lời biếng, nếu không bạn sẽ bỏ phí những ngày đầu tuần thú vị đó bạn tuổi Tý nhé ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có Thủy khí vượng, cái điều này lại khiến cho sức khỏe của bạn có phần bị giảm sút, có thể vì áp lực công việc lại thêm thể trạng của bạn không được tốt cho lắm, cho nên với bạn dễ cảm thấy đuối sức, việc gì có thể hoàn thành sớm trong ngày hôm nay thì nên thực hiện nhanh chóng, có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày bạn tuổi Tý nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cuộc sống của bạn có được nhiều cơ hội để trải nghiệm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đừng có vội tin lời ai đó hứa hẹn với bạn chúng không có cơ sở tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa thực hiện việc gì ngày hôm nay cũng được thuận lợi tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ bạn có thể nhận được những lời khuyên hữu ích tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên hành động quá nông nổi thiêu cảm hứng nhất thời. và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cho nên cái việc hợp tác làm ăn của bạn trong ngày hôm nay khá thuận lợi người thân có thể sẽ không giúp được việc gì cụ thể cho bạn nhưng chỉ là những lời động viên của họ thôi cũng đủ giúp cho bạn có được thêm sức mạnh nữa rồi và với bà tuổi Sửu, bạn có được một ngày thứ hai đầu tuần tuyệt vời dưới sự chỉ dẫn của thiên ấn chiếu mệnh và giúp cho bạn có được những thời gian để hướng tới âm nhạc, nghệ thuật hội họa với những cảm xúc của bạn sẽ được đủ đầy trong ngày hôm nay và đây là lúc bạn có được cơ hội để bay bổng với những ý tưởng của mình nữa với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn cảm thấy công việc của mình quá mệt mỏi thì bạn cũng nên dừng lại để nghỉ ngơi, đừng có vội vàng xử lý mọi công việc khi bạn thực sự chưa có tâm trí để giải quyết nó. Về từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được sự tương trợ của người thân, từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sự nhiệt tình của bạn không được đáp trả, từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, sự nghi ngờ có được cơ hội để hóa giải từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ sự tin tưởng đã giúp cho bạn giải quyết được rất nhiều việc từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc tâm tư có nhiều vướng mắc vì trong lòng bất an và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp hỗ trợ cho những mối quan hệ của bạn ngày hôm nay. Và nếu như không muốn giữ những bí mật cho riêng bạn nữa thì bạn cũng đừng có ngần ngại chia sẻ những thông tin ấy cho mọi người. Tuy nhiên bạn cũng đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng bạn và sẵn sàng để lắng nghe bạn nói nữa. Ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh là cơ hội để cho bạn mệnh gia tăng tài sản, tài lộc cũng sẽ có được cơ hội tăng khi bạn khai thác được khả năng của mình đúng cách. Thậm chí, chỉ cần hỗ trợ cho ai đó việc gì thôi, bạn cũng có thể kiếm được tiền nữa rồi. Ngày này, bạn từ dần lại đang gặp ngày có mộc thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy có thể với bạn vì bạn tính, chủ quan cho nên không lường trước được những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhất là đối với những người bị bệnh mạng tính lúc này rất dễ cảm thấy bị đau nhức phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại. tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải sai sót. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, dễ bộ dở công việc dựa chừng khi gặp điều không như ý. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa hợp với nhau. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này mang tới cho bạn có được cơ hội về một tình yêu mới giúp cho những bạn đang còn độc thân nhân duyên thêm phần rực rỡ khi có người đưa đón hẹn hòa giúp cho cuộc sống của bạn vui tươi hơn những ai đã có đôi có cặp thì hứa hẹn sẽ có được những buổi hẹn hò riêng tư, lãng mạn sau một thời gian dài. Ngày này với bà tuổi mão áo đang chịu ảnh hưởng tích cực của thiên tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội trúng thưởng bất ngờ hoặc là có người sẽ nhận được tiền từ công việc phụ nào đó và hôm nay nhìn chung tiền bạc của bạn được rụng rỉnh đủ để cho bạn mua một món đồ mà bạn yêu thích từ trước đó. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại. Dường như bạn trở nên sung sức hơn, nhờ chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn cũng nên tránh làm việc quá sức và tránh xa tác nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình trong thời gian này nhé về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không nên nhục trí từ bỏ một cách quá dễ dàng từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tình cảm hài hòa nhờ sự thấu hiểu và biết chia sẻ từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh hổ hãy chọn người mang lại cho bạn cảm giác bình yên từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có được cơ hội cho bạn mơ mộng nhiều điều như mong đợi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim sự bình yên đến từ trong tâm hồn của bạn về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Mặc kệ cho người khác nghĩ gì, bà tuổi thìn, bạn hãy đặt bản thân mình vào vị trí trọng tâm ngày hôm nay. Khi bạn làm điều mà mình mong muốn, mọi người sẽ tôn trọng và sẵn sàng ủng hộ bạn mà thôi. Bạn đừng có thấy ngại ngần, bối rối vì điều đó nhé. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này sẽ gây ra những rắc rối trong mối quan hệ mà thậm chí bạn mệnh chưa từng nghĩ tới. Có những người cố tình không hiểu bạn thì cố cố giải thích như thế nào hoặc cũng không chịu lắng nghe hoặc quản cố tình bịa lái khiến cho câu chuyện gây bất lợi cho bạn nữa. Ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình của thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa hãy thông cảm cho những vấn đề mà đối phương đang gặp phải. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không được trở nên quá phụ thuộc vào ai đó, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nghĩ ngợi nhiều quá không phải là việc tốt, tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, sự quyết đoán của bạn là điều hoàn toàn cần thiết, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tin ở những giá trị mà bạn đã nuôi dưỡng nó từ lâu. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này cho thấy nếu như bà tuổi tỵ cảm thấy ai đó nhất định không chịu hiểu và chia sẻ quan điểm sống của bạn thì tốt nhất bạn đừng có tốn thời gian với họ nữa hãy dành thời gian cho những việc riêng của mình bởi vì bạn xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe đúng không bạn tuổi tỵ và ngày này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn nên duy trì nhịp bước đều đặn là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn trong ngày hôm nay. Đừng vì có bất cứ lý do gì mà làm việc theo cảm tính khiến cho tốc độ xử lý công việc của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả. Ngày này với bà tuổi tỵ nếu như bạn đang muốn có sự giúp đỡ từ ai đó để giải quyết một tình huống khó khăn khi mình vướng phải, thì tại sao bạn không chủ động lên tiếng để mở lời với họ? Bạn đừng có lan tăn bởi vì đối phương đang rất sẵn lòng để hỗ trợ cho bạn với điều kiện là bạn mở lời mà thôi. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, hành động quyết liệt, bạn sẽ tìm được ra chân lý từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ những suy nghĩ của bạn mâu thuẫn với nhau rất nhiều từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc quan sát mọi thứ một cách cẩn trọng hơn từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhớ là chọn người siêng năng chăm chỉ để kết giao từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy từ sự lựa chọn của bạn đã cho thấy bạn vượt trội hơn so với người khác và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi ngọ đừng có vì tin tưởng ai đó mà chia sẻ hết mọi thứ cho họ biết. Những người này có thể đang có ý định xấu khi họ sử dụng những thông tin của bạn nữa. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tử ngọa, bạn nên tránh việc phóng nhanh vượt ẩu kéo lại gây ra tai nạn với mình đó nhé. Và trong ngày này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có họa thủy xung khác. Cái điều này cho thấy với bạn đang gặp phải những chướng ngại về tinh thần rất lớn trong ngày. Nếu bạn mạnh không tìm được cách để tự giải thoát cho mình thì bạn sẽ còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mình nữa. Còn nếu có thể, bạn hãy tâm sự với một người thân thích nào đó cho tâm tư được thoải mái hơn bạn tử ngọa nhé. Ngày này, xem tử vi cho thấy, theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày 17 tháng 6 âm lịch, nhân thần ở trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy bản mệnh cần phải lưu ý nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tránh việc thiếu niềm tin, có những lời nói khó nghe, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, đưa ra dự đoán sớm và tìm được cách xử lý, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nghi ngờ của bạn, cuối ngày sẽ tìm được lời giải, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nếu phải đưa ra ý kiến, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. và đánh giá của bà Tử Ngọa trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất vi tuổi Mùi thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ cái điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất và thời gian này là cơ hội tốt để cho các cặp đôi đưa ra những quyết định quan trọng trong khi đó buổi hẹn hò lãng mạn cùng người mà bạn thầm thương trộm nhớ sẽ cho bạn được những cảm xúc mới và trọn vẹn nữa và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho công việc của bạn ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những bạn liên quan tới ngành y phát huy được y đức trong sự nghiệp của mình ngày càng được thịnh vượng hơn. Bên cạnh đó những ai kinh doanh ngành nghề tự do bắt đầu cũng tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình để cải thiện tình hình công việc hiện tại nữa rồi bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề về tài chính của bạn mệnh bạn hãy hạn chế việc cho vay tiền vào lúc này vì bạn rất dễ rơi vào tình trạng khó đòi nợ ngoài ra bạn cũng đừng có tiêu uh, xài hoang phí tiền tiết kiệm của mình nữa cẩn thận hơn với việc chi tiêu của mình bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, bạn giúp người khác đưa ra quyết định. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, có được sự tin yêu và thấu hiểu. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa, hãy nhắc nhở ai đó khi họ đi sai đường. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, chớ nên nội nóng, sẽ hỏng việc đó bạn nhé. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, có được cơ hội gặp được người trong mộng. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện thân hỏi tư hại cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thân chớ nên vội vàng tin từ ai đó nhất là người mà bạn chẳng biết họa xuất hiện từ đâu. Ngoài ra, bạn cũng nên phân định rõ ràng việc công lẫn việc tư. Nếu không, để hai việc này liên quan tới nhau sẽ khiến cho công việc của bạn bị rối tinh lên đôi nhá. Rắc rối nào đó có thể nảy sinh trong ngày hôm nay dưới sự tác động của kiếp tài chiếu mệnh và nếu như bạn tự thân cứ chần chừ không xử lý thì mọi thứ còn có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn bạn cần phải cố gắng dành thời gian tìm hướng giải quyết chúng cho triệt để thay vì để những phiền toái làm đau mình, đau đầu mình lâu dài hơn. Ngày này với bạn tử Than á, lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này sẽ hậu thuận cho các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Nhưng dù ít hay là nhiều cũng không được tiết lộ cho ai biết điều này cả bạn tử Than nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có những nỗi buồn khó nói thành lời tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu cần nên nói chuyện thẳng thắn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chớ nên tiết lộ bí mật của mình cho ai khác tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc chớ nên trả thù ai đó hại bảo bao dung cho họa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần bình tĩnh để trò chuyện với nhau và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi thìn Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này giúp đỡ người khác là cần thiết tuy nhiên đừng có vì ảnh hưởng của tỷ kiên chiếu mệnh mà trở nên ích kỷ ngay sau đó khi đặt nhu cầu của người khác lên chính mình ngày hôm nay và nếu như bạn tuổi Dậu muốn cho người khác tôn trọng mình thì trước hết bạn phải tôn trọng bản thân mình cái đã nếu không bạn có thể sẽ bị tổn thương đó trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu ạ lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh cái điều này sẽ giúp cho bạn cuối cùng cũng tìm được cho mình khoảng bình yên mà mình mong muốn ngày hôm nay có thể vấn đề về tiền bạc của bạn được giải quyết cho nên bạn cũng cảm thấy thoải mái vô tư hơn không phải nghĩ ngợi nhiều Ngày này, thiêu nhị thập bát tú, hôm nay một số việc mà bạn muốn làm thì nên thực hiện ngay. Tốt nhất là các vụ việc như là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai trương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Và bạn cũng đừng quên hãy xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, chẳng ai có thể làm mọi việc hoàn hảo. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ cẩn trọng, đừng đánh giá hời hợt từ vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ nghe một bản nhạc mà bạn yêu thích tâm hồn bạn sẽ lắng lại từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hãy làm việc mà bạn thích bạn sẽ không biết mệt từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nhớ tìm niềm vui trong từng việc mình làm và đánh giá của bạn từ dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi tị. Từ vi tuổi tốt, thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn trong ngày hôm nay được thuận lợi với những mong đợi trong những thay đổi về đời sống thì ngày hôm nay là thời điểm thích hợp để cho bạn làm điều đó với bạn tuổi tuất hãy cứ mạnh dạn để dấn thân xem sao kết quả mà bạn nhận được thậm chí sẽ còn vượt xa so với suy nghĩ của bạn nữa Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có sự ngăn cản. Do đó, bạn mệnh cần phải lưu ý nếu có làm gì cũng phải xem xét trước sau cẩn trọng, nhất là trong những việc liên quan tới giấy tờ. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, phải luôn đảm bảo an toàn cho mình là nhất bạn tuổi Tuất nhé. Xem tử vi cho thấy, hôm nay nếu như bạn có công việc cần phải đi đâu xa, bán mệnh cần phải ưu tin, xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ, bạn được hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống nhờ biết chia sẻ tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, của người đã thắp lửa hy vọng trong lòng của bạn tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc tính cách có nhiều xung khác không nên cố tình đối đầu tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim hãy biết ghi nhận công sức của người khác tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nhớ là ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu sẽ tốt hơn là sửa sai và đánh giá của bạn tử Tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi hợi đang có xu hướng suy nghĩ tiêu cực có thể với những gì mà bạn đang nghĩ tới có phần đúng nhưng không có nghĩa là không có cách để cải thiện bạn cần phải học cách người khác xử lý nó, đừng có ủ ê, chê bai hay là than thở quá nhiều. Mọi người còn có cuộc sống riêng, không thể ở lại nghe chuyện của bạn mãi được nhé và ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo càng phụ thuộc người khác trong ngày hôm nay bạn lại càng cảm thấy đau đớn bạn cần phải học cách yêu thương bản thân mình là điều quan trọng ngày hôm nay với bạn nhé với bạn tuổi Hợi đừng có trông đợi người khác yêu thương bạn trong khi bạn chưa thể làm được điều cơ bản nhất chính là yêu thương chính mình, cải thiện cuộc sống, bắt đầu từ việc hiểu mong muốn của chính bản thân mình, cái đã bạn tuổi hỏi nhé. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, không nên quá tin tưởng vào người mà bạn chẳng hiểu rõ. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nhanh nhẹn trong từng hành động sẽ khiến cho mọi việc được hiểu quả hơn. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy dặn lòng mình rằng mọi việc sẽ ổn. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chớ nên giao du với những người xấu không hiểu chuyện từ vi tuổi quý hỏi thuộc mệnh thủy bạn chẳng thể nào cáng đáng được việc của người khác đâu về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, và hẹn gặp lại.